Dạ, xin mến chào quý vị ha. Hiện tại mình đang mặt tại nhà Khang quý vị. Cũng lời nói đầu tiên cho mình chúc tất cả quý vị ha có nhiều sức khỏe thành công việc ha. Quý vị xem nhớ đăng ký ấn chuông cập nhật những video tiếp theo quý vị. Hiện nay kênh Tứ Quý Miệt Vườn trở lại đến vườn kiển của Khang ha quý vị. Có mấy phôi Tứ Quý phục vụ cho quý vị video hôm nay ha. Chỉ có trong đó có phôi mai vàng quý vị. Thì mình cũng mặt Khang quý vị cảm ơn tất cả quý vị đã ủng hộ những video trước đây ha. Thì địa chỉ ở đây thuộc chợ gạo Tiền Giang ha quý vị. Rồi Khang vô cây số 1 đi Khang. Rồi cây số 1 là cây Tứ Quý quý vị, thân lắc ha, cây cổ ha quý vị. Chiều cao. Cây này dạng kiển cổ ha quý vị, 1m6 quý vị, một cốt trực lắc ha. Tay cành thì quý vị nhìn thấy mà biết cái giá trị cây ha quý vị. Chủ nhà cũng có chỉnh sửa rồi ha. 51 yếu tính 50 quý vị, chẹt nhẹ xuống cái lửng này. Đúng rồi. Đây quý vị. Mấy tham khảo quý vị. 60 quý vị. Này đoạn nơm nó cũng nguyên cụ đặc luôn. 120 mấy ha quý vị. 123. Nguyên về đế này hắn lực không ha. Số đế không? 33, 34. Đo gốc cành số 1 ha. Cúc cành lật thấu vậy. 27 anh trưởng. Cúc cành số 1 là 7 quý vị. Tay cầm rất lực ha. Một thân một cốt quý vị. Qua chi thì bẻ tứ diện ha. Tay cành này cũng là anh em mà nuôi từ nhỏ. Có kiểu như cái này cái riêng quý vị. Rất là già. Quý nhìn nhìn thấy những cốt nhạo bẻ ha. Đế quý vị. Đây nè. Có điểm hết luôn. Nguyên cục mạc luôn. Cây này sạch cây quý vị. Mấy cây này mình quay kỹ kỹ cho quý vị xem ha. Cây này là chủ nhà cũng có nuôi rồi quý vị. Nhìn biết rồi ha. Quay chi sạch nghe. Nhà bẻ gắt không quý vị. Cây mã số 1 mình giao lưu giá sao Khang? 70 triệu. 200 km hả quý vị. Rồi tiếp theo qua video hôm nay quý vị xem cảm thấy hấp dẫn cái nào là trực tiếp Khang quý vị. Số 2 là một cái mai vàng. Rồi mà số 2 là cây phôi mai vàng quý vị. Mai vàng vườn mình ha, mai thiên nhiên. Cao tới mặt bầu 90 quý vị. Cây này quan sát cũng hết hết luôn quý vị. Này. Rồi tham khảo là 49 quý vị. Là đo lúc trên ha. Đúng rồi. Nhỏ nhất. Vị trí này cũng là đúng hoành chuẩn hả quý vị. Nói chung là tham khảo thôi. Vị trí này là 60 quý vị. Đế lực quý vị. Nguyên cục nạc đấy luôn. Nguyên cục nạc đế với là 139. 139. Này tự hình nhân hả quý vị. Qua mấy vàng. Nè. Nguyên cái nạc luôn quý vị. Đặt hết luôn ha. Nguyên mình nạc khói đặt như cụ sứ quý vị. Cây này khá già, cây này nhảnh ngoài độ cái bộ đế cục nè. Tiếp không về. Lên đây nó gió cỡ còn khoảng cỡ
28 quý vị, lên gió còn 28 ha. Cây số 2 phô mai vàng mình giao lưu giá luôn Khang ơi. 14 triệu không quý vị. Rồi, tiếp theo mã số 3. Số 3 là mã phô tứ quý ạ. Chiều cao nó 60 anh chị. Cao 60 quý vị. Hai cỏ không cắn nở. 55 yếu một miếng quý vị. 54 đừng tính 54 rồi. Đi. Quỳnh đế 137 38 nha. Rồi. Cái này một cốt lên 3 nhịp quý vị. 3 nhịp viên cũng lực cây. Bệ dách chữ A quý vị. Qua video hôm nay có gì sơ sót dẫn cái lên bằng bóng lên bằng quay ha, có gì thông cảm ha, có gì liên hệ số điện thoại như số Zalo quý vị. Rồi mã số 3 cái phôi tứ quý giá luôn Khang ơi. Làm Zalo số 3, mã số 3 19 triệu. 19 triệu cái phôi mã tứ quý số 3 quý vị. Rồi tiếp theo. Mã số 4. Mã số 4 là cũng một phôi tứ quý vậy. Đây này cũng phơm lùng quý vị, một cốt lên 5 nhịp ha. Dạ, chiều cao là 75. Cao tới mặt bầu 75 quý vị. Đây quanh ở đây là không có cấn nở gì luôn. Rồi. 54. Rồi chẹt nhẹ xuống. Đúng rồi. 60 61 rồi. Rồi chiều sổ tổng rồi đế. Sổ đế 38. Sổ đế 38 cái gì? Đế nào đế này. Giờ đế lực lực cái gì? Tổng rồi đế khoảng 18 anh được rồi. Tổng rồi đế 18 cái gì? Cái này nhìn ngoài cũng hầm hố vậy. Cái bệ đi xuống ha, cái dài đế quý vị thấy ha. Đây nè, cái lót ở trong mà nó còn dữ lắm. Đúng rồi. Đây quý vị. Đây trong đây nó có cộng điện, cộng này quý vị về thí dụ không thích tôi tháo bỏ được ha, nhưng mà tại để ha quý vị. Cái cộng điện ở trong đây rất là bự quý vị. Đây. Đây cộng điện rất bự ha. Nó có lót điện đều có đủ hết luôn ha quý vị. Cây sạch cây ha. Năm cành. 1 phút 5 nhịp. Rồi cái tứ quý mã số 4 có giá luôn Khang ơi. Dạ cái số 4 giá 22 triệu. Hay 22 triệu. Rồi bao xíu quý vị 200 km. Dạ. Rồi mã số 5 cũng là cây phôi tứ quý luôn. Cái này chiều cao thì không nói, cái này về quý vị có thể cắt thấp lại cũng được nữa. Cao 69. Cao 69. Rồi 27 hoành. 27 hoành. Chiều sổ tổng nội đế luôn. Sổ nội đế 29, 30 anh ơi. Cái này già quý vị. Trên đây thì nó dạng nó bị phụ bú vô đó ha. Già cây nó sần sùi quý vị. Rồi tổng hoành đế 114 anh trường. Rồi. Chỗ này dạng nó giống như bị sù mà không phải sù quá vậy. Sù chứ đó. Và cái mã số 5 giá luôn Khang ơi. Dạ, cái mã số 5 bao nhiêu luôn? 6 triệu rưỡi. 6 triệu rưỡi là hết hả Khang? Dạ. Cái mã số 5 cũng là cái cuối video hôm nay quý vị. Thì cuối video hôm nay ha, mình cũng thay mặt Khang quý vị cảm ơn quý vị dành thời gian quý báo xem hết video ha. Quý vị xem hợp nhãn cái nào lên trực tiếp Khang quý vị. Rồi xin chào hẹn quý vị video tiếp theo ha.